Xin chào tất cả mọi người. Đây là bài học số 33 của chương trình tự học tiếng Pháp vỡ lòng. Và trong bài này chúng ta sẽ học một số các cái từ vựng chính liên quan tới nhà bếp, une cuisine, tức là một cái phòng ở trong một căn nhà. Và trước khi đi vào nội dung của bài này, chúng ta cần phân biệt một số các cái từ ngữ nó có vẻ như hơi hơi giống nhau. Và trong cái phần mà tôi đóng khung lại đây, chúng ta sẽ thấy có ba cặp chữ xem ra có vẻ giống nhau nhưng mà nó không có giống nhau. Faire la cuisine là làm bếp, tức là chúng ta đang nói một cái hành động người đó đang làm, chứ không phải là làm cái chuyện khác. Người ấy đang làm bếp, chứ không phải là giặt đồ, chứ không phải là làm vườn, không phải là tưới cây. Vậy faire la cuisine là nói lên một cái hành động đang làm. Trong khi động từ cuisiner, mà nếu dùng ở cái dạng VI, tức là nội động từ, tức là nấu ăn một cách chung chung, cô ta nấu ăn rất là giỏi, elle cuisine bien. Hoặc là nếu có đối tượng, ngoài động từ trực tiếp, nấu một cái món gì, elle cuisine de bons petits plats, cô ta làm các cái món ăn vặt, các cái món ăn chơi rất là ngon. Như vậy chúng ta thấy hai cái động từ này đều là làm bếp nhưng mà nó khác nhau. Ở bên trên người ta nói một cái hành động để phân biệt với một cái hành động khác, còn ở bên dưới thì chúng ta nói riêng về cái chuyện nấu ăn, là nấu ăn một cái đối tượng, nấu một cái món hoặc là cái nấu ăn với một elle cuisine bien, tức là cô ta nấu ăn ngon đó. Như vậy chúng ta đã phân biệt hai cái động từ này. Và bây giờ là một cái cặp danh từ une cuisinière. Une cuisinière có thể là cái bếp. Thì chúng ta thấy cái bếp nó có một cái đầu bếp ở trên, chúng ta để các cái nồi, các cái chảo, các cái song lên để chúng ta cho cái ngọn lửa lên rồi mình nấu đó. Tức là cuisinière. Còn đây là người. Cuisinière là phái nữ, tức là một bà hay là một cô đầu bếp. Tức là cái nghề của cái người này là làm bếp, chứ không phải là đi vào nấu bếp như cái công việc nội trợ của má mình, mẹ mình hay chị mình. Đây là cái nghề nấu bếp, như vậy chúng ta có thể tạm gọi là một cô đầu bếp, một bà đầu bếp, và hai cái danh từ này hoàn toàn giống nhau. Rồi chúng ta lại có hai cái danh từ cũng rất giống nhau nhưng mà người ta nói với một ý nghĩa khác. La cuisine là cái nhà bếp, nơi người ta vào đó để chuẩn bị các cái món ăn để nấu một cái bữa ăn, nhà bếp. Còn la cuisine française không phải là nhà bếp Pháp, mà nói về các cái món ăn của người Pháp, và chúng ta dịch là ẩm thực của Pháp. Ví dụ, tôi thích các cái món ăn của Pháp, thì người ta nói là j'aime la cuisine française, tôi rất mê các cái món ăn ẩm thực của Pháp. Như vậy chúng ta cần phân biệt các cái cặp chữ như thế này trước khi đi vào nội dung của bài. Sau đây tôi xin giới thiệu một số các cái từ ngữ ở trong nhà bếp, và chúng ta sẽ đi từ những cái vật dụng lớn, to lớn, cho tới những cái vừa vừa, rồi tới những cái nhỏ nhỏ, rồi tới các cái máy móc. Un placard, đôi khi người ta thêm placard de cuisine là cái kệ bếp, bởi vì chữ placard chúng ta có thể để nói về các cái kệ ở các cái phòng khác, ở cái hành lang, ở trong cái phòng khác cũng có thể có placard, và ở đây người ta thêm placard de cuisine là cái kệ bếp. Hoặc là người ta có thể dùng un meuble de cuisine. Meuble là một cái đồ đạc. Đồ đạc trong nhà bếp thì là các cái kệ như thế này. Chúng ta thấy đây là placard hoặc là meuble de cuisine cũng được. Và trong cái kệ bếp như này chúng ta thấy có cái phần ở bên trên, phần ở bên dưới. Và người ta gọi là meuble eau de cuisine, meuble bar de cuisine. Eau là tính từ ở bên trên, bar là tính từ ở bên dưới. Hoặc là người ta có thể đảo ngược lại cũng được. Meuble de cuisine eau, meuble de cuisine bar cũng được. Và khi chúng ta đi vào một cái tiệm bán các cái đồ đạc, các cái kệ này, chúng ta sẽ xem các cái kệ ở bên trên, các cái kệ ở bên dưới bằng vật liệu gì, rồi các cái loại kiểu mẫu như thế nào, để chúng ta phân biệt ra bên trên và bên dưới. Ở đây chúng ta thấy có cái kệ bếp này, bên trên này, bên dưới, ở đây là meuble de cuisine eau, meuble de cuisine bar. Ở trong cái phần của cái kệ bếp này chúng ta có một cái danh từ khác nữa, en plan de travail. Chúng ta thấy travail là việc làm nhé, plan là một cái mặt phẳng nhé. En plan de travail là cái bàn, cái mặt phẳng, ở trên đó các người nội trợ để các cái thức ăn, vật dụng để có thể chuẩn bị để mà nấu ăn, chuẩn bị các cái vật liệu.
chúng ta thấy đây, đây là cái plan de travail này. Ở trên cái plan này người ta bày ra nào là dao, rồi thớt, rồi các cái dụng cụ khác, rồi các cái vật liệu như là rau, cỏ, củ, quả gì đó. Rồi ở trên này người ta có cái không gian để người ta chuẩn bị các cái vật liệu này trước khi cho vào trong nồi để mà nấu. Gọi là plan de travail. Un évier là cái bồn rửa. Bồn rửa này nằm ở trong nhà bếp, tức là để rửa các cái thực phẩm hoặc là để rửa các cái chén tô, các cái vật dụng. Và trong cái bồn rửa này, cái EV này thì có cái robinet, thì cũng giống như ở các cái nơi khác, chẳng hạn như ở trong cái lavabo phòng tắm thì cũng có. Anevier chúng ta dịch là cái bồn rửa ở trong nhà bếp. Anevier avec robinet. Chúng ta muốn rửa mặt cũng được, nhưng mà cái công năng của nó không phải để rửa mặt. Nó nằm trong nhà bếp thì để rửa các cái rau, củ, quả, thịt, cá, rồi các cái chén, bát, đũa, vân vân. Vậy chúng ta vừa coi các cái danh từ nó có, chúng ta thấy ở trên trước mắt đó, nó rất là to, chẳng hạn như placa là các cái kệ bếp, plan de travail là cái bàn ở trên đó các bà nội trợ chuẩn bị để nấu nướng, rồi cái évier là cái bồn rửa. Sau đây chúng ta sẽ coi các cái vật dụng nhỏ hơn, les ustensiles de cuisine, ustensiles là các cái đồ đạc, các cái vật dụng để làm bếp. Chúng ta dùng số nhiều nhé. Les ustensiles de cuisine, dụng cụ nhà bếp. Thì trước hết chúng ta có một cái bộ ba cái nồi niêu xoong chảo chúng ta cần học ngay. Và chúng ta cũng cần phân biệt. Cái nồi là une marmite. Cái xoong là une casserole. Cái chảo là une poêle. Ở trong cái xoong và cái chảo chúng ta để ý tới cách phát âm. Casserole là gồm có 4 âm tiết. Nhưng mà chúng ta chỉ còn có hai thôi. Ký tự ơ cuối không phát âm, ký tự ơ nằm kẹt ở bên giữa hai nguyên âm khác, hai cái syllab khác cũng không phát âm. Như vậy thay vì 4 casserole thì chỉ còn phát âm thành có hai, une casserole là một cái song. Cái song khác với cái nồi là cái nồi nó có hai cái quai và cái song nó chỉ có một cái cán. Cái này không gọi là cái quai, là cái cán. Như vậy cái nồi nó có thể có hai quai, như vậy nó có thể từ cái thể tích rất là nhỏ cho tới vừa vừa, cho tới trung bình, cho tới to và tới cực to. Có những cái nồi nó to, rất là to, có thể nấu nhiều bắp, nhiều bánh chưng. Trong khi cái xoong thì nó có cái cán, do đó nó không thể to lên hết cỡ được. Chỉ tới một cái chỗ ngưng, một cái mức độ nào đó thì nó ngưng. Rồi, une poêle là cái chảo thì nó giống cái xoong, nó cũng có một cái cán nhưng mà nó nông hơn. Nó không có cái thành cao như cái xoong. Nó có cái thành thấp thấp này gọi là cái chảo. Như vậy chúng ta nhìn vào cái hình này chúng ta có thể phân biệt được cái nồi là une marmite, cái xoong là une casserole, cái chảo là une poêle. Và sau đây chúng ta đi vào các cái vật dụng còn nhỏ hơn nữa. Une assiette là cái dĩa, một cái đĩa đựng thức ăn. Và trong cái đĩa thì chúng ta có hai loại. Une assiette creuse, creuse là nó lõm xuống, nó sâu xuống. Chúng ta gọi là đĩa sâu để ăn cháo, ăn súp, giống như cái hình ở bên tay trái này. Và chúng ta có cái loại dĩa nó dẹt, nó nông, une assiette plate, thường thường là để những cái thứ gì mà nó không có nước á. Ở đây một cái dĩa sâu, une assiette creuse, nó lõm xuống, nó sâu xuống. Une assiette plate, một cái dĩa bẹt, nó bẹt ra, nó không có sâu. Một cái chén nó nằm ở trong cái tay, cái chén nhỏ, gọi là cái bát cũng được, un bol. Rồi một cái bát mà nó to hơn chúng ta gọi là cái tô, phải cầm tới hai bàn tay, un grand bol. Như vậy nhỏ là un bol, là cầm trong một cái lòng bàn tay. Un grand bol là cái tô phải có hai bàn tay mới cầm được. Như vậy cái này to hơn bên này gấp, có thể là gấp đôi. Une bouteille là một cái chai. Và đây chúng ta coi lại cái hình và cái dĩa sâu này, une assiette creuse, một cái đĩa nông này, une assiette plate, một cái chén ăn cơm, một cái chén nhỏ, un bol, một cái tô lớn, un grand bol. Ở bên trên chúng ta vừa coi các cái vật dụng nó có cái dung tích lớn để chứa đựng. Bây giờ chúng ta coi các cái vật dụng trong bếp mà nó rất là nhỏ. Một cái thìa hay một cái muỗng, une cuillère. Cái danh từ này nó có hai cách viết và đều là feminine hết, une cuillère hoặc là une cuillère, chúng ta thấy nó phát âm giống nhau nhưng mà nó có một chút về cái cách viết này. Cái cách viết thứ hai là o accent grave re. Ở bên trước chúng ta chỉ thấy có ký tự o e o accent grave re,
một cái thìa hay một cái muỗng, une fourchette, một cái xiên, un couteau là một con dao. Như vậy là cái bộ ba này hay thấy ở trên một bàn ăn của người phương Tây: muỗng, nĩa, xiên và dao. Ở bên Việt Nam của chúng ta thì có đũa, une baguette là một chiếc đũa, một đôi đũa thì là hai cái đũa, une baguette là cái đũa. Chúng ta có cái con dao bào, une épluche légume, légume là danh từ, chỉ là rau, còn épluche là xuất phát từ động từ éplucher là gọt, gọt cái vỏ rau. Như vậy đây là một danh từ kép có cái gạch nối, dao bào, dao để gọt vỏ các cái loại bầu bí, các cái trái cây chẳng hạn, cái dao bào. Un épluche légume. Ở đây nó còn một con dao rất là to, nó có cái trọng lượng, nó có cái độ dày để chặt, gọi là dao phay. Un hachoir, un hachoir là cái dao phay. Và chúng ta dùng dao phay, chúng ta chặt thì phải có cái thớt là une planche cuisine. Cái chữ planche, bản thân của cái chữ này chỉ là một cái tấm ván, và chúng ta thêm chữ cuisine vào thì là cái tấm ván ở trong nhà bếp, tức là cái thớt, nó bằng gỗ. Vậy chúng ta coi lại các cái chữ chúng ta vừa mới coi là thìa, muỗng, nĩa đó. Une nasse, à, tôi xin lỗi, une cuillère là một cái thìa, một cái muỗng, une fourchette, cái xiên, un couteau là con dao, une baguette là đũa, un épluche légume là con dao bào, un hachoir là dao phay. Chúng ta coi hình ở bên dưới, une planche cuisine là một cái thớt. Ở trên chúng ta thấy một cái đũa là une baguette. Nếu nói một đôi đũa thì chúng ta dùng chữ là une paire de baguette, một đôi đũa. Sau đây là danh sách của một số máy móc thông dụng chúng ta thấy ở trong một cái bếp. Trước hết chúng ta có bếp điện, rồi kế tiếp thì có bếp ga. Và chúng ta đã nói cái bếp là một cái bộ phận ở trên đó chúng ta có thể đặt nồi niêu xoong chảo lên dưới một cái ngọn lửa để chúng ta nấu. Une cuisinière électrique, và chúng ta cũng dịch là cái bếp thôi. Và chớ có lẫn lộn với chữ une cuisine. Cuisine là một cái nhà bếp, một cái phòng bếp. Còn cuisinière tiếng Việt Nam chúng ta cũng gọi là cái bếp. Cuisine thì cũng là cái bếp, nhưng mà cái bếp này dùng để đặt nồi niêu xoong chảo lên ngọn lửa, và ở đây chạy bằng điện, cuisinière électrique. Và nếu dùng gas thì chúng ta gọi là une cuisinière à gaz. Un four là một cái lò nướng để nướng cho nó cháy các thức ăn ra vài trăm độ thì nó sẽ có cái sức nóng và làm cho thức ăn được nướng chín. Un four à micro-ondes thì ở đây không có cái ngọn lửa, nó dùng cái sóng vi ba để làm cho hấp cái thức ăn cho nó nóng lên, và đều dùng chữ four. Un four là lò nướng, un four à micro-ondes là lò vi ba. Chúng ta có một cái loại máy và bây giờ cũng khá phổ biến là máy hút mùi, une hotte, không phát âm cái từ s, une hotte, máy hút mùi để trên cái cuisine này. Và khi chúng ta cho cái nồi có thức ăn để chúng ta nấu trên cái cuisinière này, nó sôi lên, nó nóng lên, nó sẽ tỏa cái mùi ra. Và nếu không có cái ốt này thì cái mùi nó sẽ bay ra khắp nhà, tương đối là không có thoải mái. Thì cái máy ốt nó có cái động cơ và nó có cái màng lọc, nó hút hết tất cả cái mùi vào trong cái màng lọc đó. Un réfrigérateur là tủ lạnh, và chúng ta thường dùng với dưới một cái danh từ khác phổ thông hơn là un frigo. Chúng ta hay dùng chữ frigo hơn là refrigerator. Và un congélateur là tủ đông, ở trong này người ta để các cái thực phẩm để đông đá. Un mixer là máy xay, un cuiseur ở đây là chúng ta chỉ là một cái nồi để nấu thôi, nhưng mà chúng ta quen gọi là nồi cơm điện, thực sự ra nó không nhất thiết là phải nấu cơm, có thể nấu cháo, nấu canh, nấu chè, vân vân. Nhưng mà ở trong tiếng Pháp gọi là cuiseur, là một cái nồi để nấu và dĩ nhiên là nó chạy bằng điện. Un lave-vaisselle, máy rửa chén bát. Và chúng ta nói thêm về chữ vaisselle. Lave là xuất phát từ động từ laver, là rửa cho sạch. Còn vaisselle là một danh từ tổng hợp. Nó nói lên tất cả những cái đồ vật dụng gì dùng để dọn ra làm ra một bữa ăn. Và có thể là từ nhỏ cho tới vừa vừa, cho đến to, nhỏ như là dao, rồi fourchette, rồi đũa, rồi thìa, to hơn là cái chén, to hơn là cái tô, to hơn nữa là cái rổ rá, rồi cái thớt là cái dao.
tất cả những gì dùng để chuẩn bị một bữa ăn chúng ta gọi là la vaisselle, và khi ăn xong thì nó không còn sạch nữa, cho vào trong cái máy này để nó rửa. Sau đó người ta gọi là la và vaisselle, rửa, chúng ta gọi là rửa chén bát, thực sự là rửa tất cả những cái gì để làm một bữa ăn, trong đó có cả không những là chén bát mà là nồi niêu xoong chảo, dao to dao nhỏ vân vân, thì nó đều rửa hết, gọi là la và vaisselle. Và chúng ta coi cái hình ở bên dưới này, đây là một cái phần dưới là một cái tủ lạnh, refrigerator mà chúng ta quen gọi là frigo đó. Còn cái phần trên thì là congelator. Ở trong gia đình của chúng ta thì thường người ta có những cái máy mà nó ghép chung cả hai bộ phận lại, phần dưới là phần lạnh, phần trên là phần đông, phần tủ đông, chúng ta gọi là tủ đông đó. Thì ở bên dưới gọi là refrigerator theo cái danh từ, và danh từ chính của nó, chính thức của nó ở trên là congelator, nhưng mà bên dưới người ta hay gọi là frigo. Đây là một cái máy xay. Trong cuộc sống chúng ta quen gọi là máy xay sinh tố, thực sự là nó có thể xay bất cứ loại gì cho vào trong đó thì nó xay, là mixer rồi xay rồi nó trộn lên, chúng ta cho một cái gì vào nó xay trước rồi cho thêm một cái thành phần thứ hai, nó xay tiếp nó trộn vào cho thành phần thứ ba, cho nước cho gì vào nó cứ tiếp tục nó xay và nó lẫn trộn lẫn với nhau, gọi là mixer, động từ mixer là trộn lẫn. Rồi chúng ta có cái ô là cái máy như thế này và nó chạy bằng điện, bật cái nút lên thì nó hút hút tất cả những cái mùi. Chúng ta thấy đây là cái chảo này chắc chắn là nóng, nó có cái khói bay lên, cái hơi bay lên, và trong cái hơi này nó có mùi, mùi chiên, mùi xào, mùi gì đó, thì nó đưa vào trong cái màng lọc, nó hút không có tỏa ra ngoài nhà, gọi là une hotte. Ở đây người ta gọi là un frigo avec congélateur, một cái tủ lạnh mà có đi kèm theo được cái tủ đông. Un mixer chúng ta gọi là máy xay sinh tố, une hotte là cái máy hút mùi. Như vậy ở bên trên chúng ta đã làm những cái câu, những cái từ ngữ từ to cho tới vừa cho tới nhỏ, rồi chúng ta đã học một số máy móc. Bây giờ chúng ta có 10 câu để tập đặt câu. Câu thứ nhất, trong tủ lạnh hết rau rồi nhưng còn mấy quả trứng. Trong tủ lạnh là dans le frigo, chúng ta dùng giấy từ dans. Dans le frigo, hết rau rồi tức là không còn rau nữa. Il n'y a plus de légumes. Légumes là số nhiều. Và ở đây có accent aigu. Légumes là rau. Và chúng ta nói ne plus là không nữa, tức là không còn nữa. Il n'y a plus và đi với de. Il n'y a plus de légumes. Ở trong tủ lạnh hết rau rồi, nhưng mà còn mấy quả trứng. Mais il reste quelques œufs. Trứng số ít đọc là un œuf, số nhiều đọc là quelques œufs. In rest là còn. In đây là vô nhân xưng, không phải là một người phái nam. Dans le frigo, il n'y a plus. Ne plus là không nữa, là hết. Il n'y a plus de légumes, mais il reste quelques œufs. Ở đây chúng nếu mà chúng ta không biết động từ in rest thì chúng ta dùng il y a cũng được. Dans le frigo, il n'y a plus de légumes, mais il y a quelques œufs cũng được. Và chúng ta thấy dùng chữ me này là bởi vì nó đối kháng hai cái ý nghĩa khác nhau. Ở bên này thì hết, bên này thì còn. Il n'y a plus de hết rồi, mais il reste còn. Khi mà có hai cái ý đối ngược nhau, chúng ta dùng me. Câu số 2, trong tủ đông có một con gà và một miếng thịt bò. Trong tủ đông. Dans le congélateur. Congélateur, chữ ơ này có accent aigu. Dans le congélateur có một con gà. Il y a un poulet. Con gà này là đông lạnh đó. Il y a un poulet et un morceau de bœuf. Bœuf là thịt bò. Trong tủ đông có một con gà và miếng thịt bò. Như vậy là đủ cho ngày mai. C'est assez pour demain. Chúng ta thấy cũng tương đối đơn giản phải không ạ? Demain là ngày mai, assez là đủ. C'est assez pour demain. Dans le frigo, il n'y a plus, il y a, tôi xin lỗi câu số 2 nhé. Ở đây là câu số 1 này.
Dans le frigo, il n'y a plus de légumes, mais il reste quelques œufs. Dans le congélateur, il y a un poulet et un morceau de bœuf. C'est assez pour demain. Như vậy ngày mai đủ ăn rồi. Mỗi bữa tôi chỉ ăn một bát cơm. Chúng ta đã coi chữ bát ở bên trên. Mỗi bữa là chaque repas. Tôi chỉ je ne mange qu'un bol de riz. Ở trên chúng ta có ne plus là hết. Ở đây chúng ta có ne que là chỉ. Tôi chỉ ăn chaque repas. Je ne mange que. Ne que là chỉ. Un bol de riz. Câu số 4, người ta ra một cái lệnh. Coi chừng này, con dao này rất là sắc, rất là bén. Attention! Attention! Con dao này, ce couteau, thì bén. Đây là tính từ, chúng ta phải dùng động từ être. Très tranchant. Tranchant tức là nó cắt rất là dễ đó. Tranché là cắt, bây giờ nó cắt dễ, chúng ta gọi là nó bén, là nó sắc. Attention, ce couteau est très tranchant. Coi chừng, con dao này bén lắm, con dao này sắc lắm. Câu số 5, tôi có một cái bếp ga cũ. Bếp ga chúng ta dùng cuisinière. J'ai une vieille cuisinière. Tính từ vieille là già nua, giống cái, đi vào danh từ giống cái là vieille. Dùng các đồ đạc thì chúng ta không gọi là già mà chúng ta gọi là cũ kỹ. Nếu là người thì là già, ví dụ chúng ta gọi là một bà cụ già đó. Một bà cụ già thì une vieille dame. Để nói về người thì chúng ta dùng dịch là già, une vieille dame. Nói về đồ đạc thì là cũ, một cái xe cũ, một cái bếp cũ. Đây là bếp gas. J'ai une vieille cuisinière à gaz. Nó còn hoạt động tốt. Elle marche encore très bien. Cứ bật lên là nó cháy. Như vậy nó còn hoạt động rất là tốt. Nhưng mà dĩ nhiên là với thời gian dùng nhiều rồi thì nó không còn sạch sẽ nữa. Mais không còn sạch sẽ. Mais elle n'est plus. Khi mà mới thì nó rất là sạch. Bây giờ nó cũ rồi thì với thời gian nó sẽ bị đóng rồi nó bị chảy xước. Thì chúng ta nói là nó không còn sạch sẽ nữa. Chúng ta coi cái hình, ví dụ như cái hình này này. Cái bếp ga này nó bật lên nó vẫn cháy, nó vẫn có thể sử dụng được. Nhưng mà nhìn nó không có sáng, nó không có sạch như là một cái bếp mới. J'ai une vieille cuisinière à gaz. Tôi có một cái bếp ga cũ. Elle marche encore très bien. Động từ marcher dùng cho các cái máy móc và nó hoạt động. Encore là còn. Nó tức là cái cuisinière là danh từ feminine này. Nó còn hoạt động. Còn là encore très bien. Còn hoạt động rất là tốt. Mais nhưng mà hoạt động tốt nhưng mà lại dơ. Mais elle n'est plus propre. Hai cái tính chất đi ngược chiều nhau. Hoạt động tốt nhưng mà lại không có sạch. Không có sạch thì là bẩn. Và chúng ta qua câu số 6. Giá của một chai dầu ăn là bao nhiêu? Chúng ta dùng chữ chai. Chai là bút tây. Ở đây chúng ta dùng động từ coûter. Combien coûte une bouteille d'huile? Ở trong câu này chúng ta để ý nhé. Une bouteille là một cái chai. Một cái chai gì đó thì phải có giấy từ bờ này. Một chai dầu ăn, rồi một chai Coca-Cola, rồi một chai nước ngọt vân vân. Une bouteille de Coca-Cola. Une bouteille d'huile, một chai rượu vang, une bouteille de vin, đều phải có chữ de. Une bouteille de vin, một chai rượu vang, une bouteille de nước mắm, une bouteille de sauce de poisson. Sauce là nước chấm làm từ cá, tức là nước mắm. Une bouteille de, và chúng ta để ý này, nó có đều có giấy từ đầu input t đờ và động từ cút t chúng ta coi lại nó phải có cái dấu mũ ừ, còn biên cút động từ cút t là giá là bao nhiêu
Con biết bút in bút tay tờ vàng. Câu số 7, tôi rửa chén bát bằng tay. À, chúng ta nói hồi nãy đó, chén bát thì là la vaisselle, là je lave la vaisselle. Bằng tay người ta cho chúng ta sẵn à la main. Je lave la vaisselle. Ở đây chúng ta thực tập cái chữ la vaisselle. La vaisselle là tất cả những cái gì, dụng cụ gì người ta dùng để chuẩn bị một bữa ăn, từ cái nhỏ nhỏ cho tới cái to, gom lại tất cả gọi là la vaisselle, và tôi mang ra tôi rửa hết, bởi vì sau khi dùng thì nó không còn sạch nữa. Je lave la vaisselle à la main, tôi rửa bằng tay. Nhưng bởi vì tôi không có máy rửa chén. Je n'ai pas de lave vaisselle. Đây là cái máy rửa chén. Tôi rửa bát đũa bằng tay bởi vì tôi không có máy rửa chén. Je lave la vaisselle à la main. Chúng ta có thể dùng pasteur nữa, bởi vì mà nếu không chúng ta phẩy một cái cũng được. Je n'ai pas de lave vaisselle. Câu số 8, tôi rửa bằng tay nhưng mà xui quá, hôm nay lại hết nước rửa chén rồi. Xui quá, chúng ta có cái trạng từ như sau. Malheureusement, chúng ta không phát âm cái từ ơ này. Xui xẻo là thiếu may mắn. Malheureusement, tôi hết nước rửa chén rồi, tức là tôi không còn nữa. Je n'ai plus de liquide vaisselle. Liquid là chất lỏng, vaisselle là chúng ta nói lúc nãy là tất cả những cái vật dụng gì dùng để chuẩn bị một bữa ăn. Và bây giờ liquid vaisselle là cái nước để rửa cái này. Và tôi hết rồi. Je n'ai plus de, giống như ở bên trên chúng ta đã dùng. Je n'ai plus de, trong tủ lạnh hết rau rồi. Je n'ai, ở đây là tôi không còn nữa. Je n'ai plus de. Malheureusement, je n'ai plus de liquide vaisselle. Qua cái câu này chúng ta học cái trạng từ malheureusement, xui quá, không may. Và chúng ta dùng cái cách nói hết rồi. Je n'ai plus de. Bạn có máy hút mùi không? Avez-vous une hotte? Avez-vous une hotte? Bạn có máy hút mùi không? Không, nói chung hiện nay ít người sử dụng. Nhà Việt Nam chúng ta thì cũng ít sử dụng cái này lắm, trừ các cái nhà hiện đại nó mới thiết kế mới đó. No. Nói chung, en général, ít người, peu de gens utilisent les hôtes. En général là nói chung. En général là nói chung. Peu de gens, ít người. Và ít người thì là cũng là nhiều, không phải là một. Ít người thì phải từ hai đổ lên. Chúng ta dùng động từ ở số nhiều. Peu de gens, động từ utiliser nhóm một là sử dụng. Les autres, hiện nay ít người sử dụng lắm. Và chúng ta vừa làm xong một số các cái câu để chúng ta để thực tập các cái danh từ về trong nhà bếp. Và nhân tiện đây chúng ta cũng học thêm được một số các cái cách nói, chẳng hạn như je n'ai plus de, in rest, malheureusement, vân vân. Và xin chào tất cả.